hòa bình, độc lập, tự do là ba tiếng rất đỗi thiêng liêng mà dân tộc ta có được qua ngàn năm lịch sử gian khổ và hào hùng. Hòa chung không khí cả nước chào mừng 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022. Để đẩy mạnh công tác giáo dục, truyền thống uống nước nhớ nguồn, cung cấp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, hôm nay, ngày 21 tháng 12 năm 2022, các cô giáo và các bạn nhỏ trường mầm non Thực Hành đã tổ chức hoạt động trải nghiệm Chúng tôi là chiến sĩ với nhiều nội dung phong phú và ý nghĩa. Buổi sáng hôm ấy, khi những tia nắng ló qua những đám mây xua tan đi cái lành lạnh của mùa đông, các bạn nhỏ trường mầm non Thực Hành trong tâm thế vui tươi khoác lên mình màu áo xanh bộ đội. Bạn nào cũng háo hức xếp hàng ngay ngắn để chuẩn bị hành quân như những chiến sĩ thực thụ. Và ngay sau đó, từng hàng chiến sĩ tí hon theo sự hướng dẫn của các cô giáo đã nối đuôi nhau thực hiện chặng đường hành quân của mình. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng theo dõi chặng đường hành quân của các chú bộ đội tí hon nhé! Và sau khi hoàn thành chặng đường hành quân của mình, các chiến sĩ tí hon còn được tham gia các hoạt động như tập vác bao tải đạn hay tập thể dục đồng diễn, nâng cao sức khỏe. Bạn nào cũng tràn đầy năng lượng trong suốt quá trình trải nghiệm của mình. Hãy vui cùng những người lính trẻ rất yêu đời và luôn mơ ước, ước mơ được giữ trong tim mình những tháng năm đồng đội bên nhau. Đời lính có khi thật nhớ nhà, nhờ gió đem lời yêu thương gửi tới nơi quê nhà, nơi có những vì sao. Đời lính có cây đàn tâm tình.
Buổi trải nghiệm kết thúc, tuy rằng thời gian không nhiều, nhưng các bạn nhỏ ai nấy đều rất vui tươi, hứng khởi. Và chắc chắn rằng các bạn nhỏ đã vô cùng tự hào và biết ơn những thế hệ cha anh đã cống hiến hết tuổi thanh xuân của mình, góp máu xương để giải phóng trọn vẹn đất nước, để các con có được một cuộc sống tự do, hòa bình và hạnh phúc.